Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tư vấn tình cảm và hôn nhân của Khánh Ngọc. Các bạn thân mến, phụ nữ có một cái thắc mắc là vì sao đàn ông lại thích ân ái phía sau? Hoặc đơn giản là khi ôm người phụ nữ của mình thì đàn ông cũng thích được đứng phía sau, ôm từ phía sau. Thực ra nó là một cái hành động rất bình thường, bởi vì tùy thuộc vào hoàn cảnh, ở vị trí hay điều kiện mà đàn ông có thể lựa chọn cách thực hiện cái hành vi âu yếm của mình đối với phụ nữ một cách phù hợp. Tuy nhiên, về mặt tâm lý thì người ta đưa ra một cách lý giải khác về việc đàn ông thích ôm từ phía sau hay là quan hệ từ phía sau với người phụ nữ. Do đó, trong video này, mình sẽ chia sẻ với các bạn những lý giải về mặt tâm lý của đàn ông khi có sở thích này, các bạn nhé. Cái tâm lý thứ nhất mà đàn ông thường thích quan hệ từ phía sau hay ôm cô gái từ phía sau, đó là một bản năng nguyên thủy. Các bạn thân mến, nguồn gốc của loài người từ khi còn chưa đi thẳng, tức là đi bằng tứ chi, thì hành vi tình dục của chúng ta được thực hiện từ phía sau, đúng không ạ? Chúng ta hãy quan sát loài vượn hay là khỉ. Bây giờ khi chúng giao phối thì sẽ thấy cái điều đó. Dù có tiến hóa thành loài động vật bậc cao như hiện nay thì bản năng của con người vẫn có một phần thú tính. Nó thể hiện trong hành vi tình dục của chúng ta. Hay nói cách khác, đó là tính vô thức tập thể. Nói thế nào thì nói, nhưng cái xu hướng tình dục của con người hay bất kỳ loài vật bậc trung hay bậc thấp nào đều là xu hướng tình dục của động vật. Hành vi tình dục được thực hiện từ phía sau, các bạn nhé. Cái tâm lý thứ hai của đàn ông khi thực hiện hành vi tình dục từ phía sau người phụ nữ, đó là tâm lý chinh phục và kiểm soát. Đàn ông rất thích cảm giác chinh phục thành công một người phụ nữ. Không chỉ là khi tán tỉnh hay là lấy lòng người phụ nữ, mà cả việc chinh phục phụ nữ ở trên giường. Và cái cảm giác chinh phục này, nó xuất hiện khi người đàn ông thực hiện hành vi tình dục từ phía sau. Ở vị trí phía sau người phụ nữ thì đàn ông có thể quan sát toàn bộ cơ thể của người phụ nữ. Không những thế, một số bộ phận nhạy cảm nhất của phụ nữ sẽ phơi bày trước mắt người đàn ông. Điều này nó tạo ra một cái sự phấn khích và kích thích cao độ đối với đàn ông. Họ có cảm giác như là họ đang điều khiển người phụ nữ theo ý của mình. Nó giống như là ngồi trên lưng ngựa và cầm cương vậy, đúng không ạ? Đó là tâm lý chủ động. Ngoài ra ấy, thì thực hiện hành vi tình dục từ phía sau thì cũng giúp cho đàn ông dễ dàng kiểm soát cái tình trạng cảm xúc của mình được tốt hơn. Chẳng hạn khi thực hiện hành vi tình dục mặt đối mặt với người phụ nữ thì chắc chắn là đàn ông không thể giấu được cảm xúc của mình. Khi cảm xúc được bộc lộ ra ngoài thì đàn ông sợ phụ nữ sẽ bắt bài được họ. Rõ ràng là trong khi quan hệ chăn gối thì khoái cảm tình dục sẽ làm cho khuôn mặt của chúng ta thay đổi từ cơ mặt, nét mặt và các cái sắc thái khác nhau như đau đớn hay là sung sướng, đúng không ạ? Nhưng nếu thực hiện hành vi tình dục từ phía sau thì những cái điều mình vừa kể nó sẽ bị loại bỏ. Như vậy là cái tâm lý chinh phục và kiểm soát đồng thời là che giấu cảm xúc được thể hiện khá rõ trong cái điều kiện này, thực hiện cái hành vi tình dục từ phía sau, các bạn nhé. Cái tâm lý thứ ba của việc thực hiện hành vi tình dục từ phía sau của đàn ông là muốn có cảm giác tươi mới. Đàn ông nói riêng và con người nói chung đều là động vật yêu cái mới và ghét cái cũ. Cái tươi mới ở đây không phải là mới về con người, mà là tươi mới trong sự tưởng tượng. Có một nghiên cứu tâm lý ở Pháp về đàn ông. Họ đưa ra một kết luận rằng là những người đàn ông luôn tưởng tượng tới một người phụ nữ khác khi mà quan hệ tình dục từ phía sau với người phụ nữ của mình. Kết luận này làm cho nhiều người phụ nữ bị sốc. Vì sao đàn ông lại có tưởng tượng như thế? Theo nghiên cứu này thì không phải người đàn ông nào cũng có ham muốn cao nhất với người phối ngẫu với mình, vì nó quá nhàm chán.
Và điều đó thì sẽ khiến cho họ tưởng tượng tới một người phụ nữ khác trong khi đang ân ái với vợ hay là bạn gái của mình, để mà tạo ra sự kích thích và thỏa mãn mới hơn. Hành vi tình dục từ phía sau khiến cho đàn ông không nhìn trực diện vào mặt người phụ nữ, nên họ dễ dàng hơn trong việc tưởng tượng về cơ thể của một người phụ nữ khác. Và có lần mình cũng đã từng nói rồi, đó là nằm ngủ với vợ cũng như là ăn một món ăn từ ngày này sang ngày khác. Nó rất dễ nhàm chán nếu không có sự đổi mới. Tuy cái cách tưởng tượng của đàn ông như mình vừa nêu nó rất đáng trách, đó là hành vi ngoại tình tư tưởng, thế nhưng mà có thể thông cảm được ở một cái phương diện đổi mới tư duy tình dục để giữ gìn hôn nhân. Bởi vì có sự tưởng tượng đó thì đàn ông mới duy trì được mối liên kết tình dục với người bạn đời. Đây là một cái yếu tố quan trọng để mà ngăn sự đi xuống của hôn nhân các bạn nhé. Cái tâm lý thứ tư là tâm lý phù hợp hơn với cái việc mà đàn ông thích ôm từ phía sau đối với người phụ nữ, đó là ý thức anh hùng. Đàn ông là phái mạnh và đương nhiên là họ thích nắm lấy, ôm lấy tất cả những gì họ yêu thích trong vòng tay họ. Nó thể hiện ý thức bảo vệ tài sản của mình và quan trọng nhất đó là ý thức lãnh thổ. Nó cũng bao gồm cái ý thức kiểm soát mà mình đã nêu ở đầu video này. Các bạn xem trong các bộ phim cổ trang thì thấy rất rõ cái hình ảnh những nam nhân có khí phách anh hùng. Khi mà họ cứu thoát một cô gái khỏi nguy hiểm thì họ thường làm gì ạ? Họ cho người phụ nữ ngồi trên lưng ngựa và họ ngồi phía sau, hai tay cầm cương thúc ngựa chạy. Đây luôn là những cái hình ảnh không thể thiếu được trong những phân cảnh anh hùng cứu mỹ nhân ở phim cổ trang, đúng không ạ? Không phải tự nhiên mà đạo diễn xếp cảnh như vậy, bởi vì hình ảnh đó ấy, nó thể hiện tính đàn ông, ý thức anh hùng rất cao ở nam giới các bạn nhé. Cái tâm lý cuối cùng trong các hành vi tình dục từ phía sau của đàn ông đối với phụ nữ, đó là sự kích thích bởi phức hợp sinh ra từ vòng ba của người phụ nữ. Các bạn thân mến, phụ nữ có cái thân hình đẹp được định hình bởi số đo 3 vòng gồm ngực, eo và mông. Tuy nhiên thì chỉ có vòng 1 và vòng 3 là tạo ra sự kích thích ham muốn mạnh mẽ đối với đàn ông về mặt giới tính. Một người phụ nữ mà có vòng 1 và vòng 3 đẹp thì sẽ luôn thu hút được ánh nhìn của đàn ông. Đó là sự thu hút về mặt tình dục. Và đó là lý do vì sao đàn ông thích các cái hành vi tình dục từ phía sau. Bởi vòng 3 của phụ nữ sẽ tạo ra khoái cảm tình dục rất mạnh mẽ đối với đàn ông trong khi quan hệ chăn gối. Và ngay cả khi đàn ông ôm người phụ nữ từ phía sau thì họ cũng dễ dàng kiểm soát được vòng 1 của phụ nữ. Ở đây rõ ràng là một cái tư thế thuận lợi nhất để mà kích thích toàn diện ham muốn của đàn ông. Vì thế mà đàn ông rất thích tác động tình dục từ phía sau phụ nữ. Chẳng hạn như là ôm người phụ nữ từ phía sau và sử dụng một số cái tư thế quan hệ tình dục từ phía sau đối với phụ nữ. Các bạn thân mến, như vậy là mình vừa chia sẻ cũng như là lý giải nguyên nhân vì sao đàn ông thích thực hiện các hành vi tình dục từ phía sau khi gần gũi với phụ nữ. Nó không đơn giản như chúng ta nghĩ rằng là chúng ta thích thì chúng ta làm, mà nó là một chuỗi tâm lý gắn liền với bản năng của đàn ông nói riêng và con người nói chung trong thu hút tình dục về giới. Hiểu tâm lý của nhau là cách tốt nhất để duy trì tình yêu, duy trì hạnh phúc hôn nhân và làm cho đời sống của chúng ta ngày càng tươi mới hơn các bạn nhé. Chủ đề ngày hôm nay cũng xin phép được tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình. Chúc các bạn luôn vui vẻ và bình an. Tạm biệt các bạn.